Tô Nghi. Tô Nghi, mau gọi xe cứu thương. Hít thở sâu. Hít thở sâu. Kỳ nghỉ mà chúng ta hẹn với nhau. Tô Nghi, hít thở sâu. Không thực hiện được. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Tôi biết một con đường tắt, theo tôi. Nhảy. Mau nghĩ cách cho tàu dừng lại. Chúng ta chỉ còn đủ nguyên liệu cho 30 phút. Lùi lại. Nếu không hai người đều phải chết. Đưa điện thoại cho tôi. Tôi dám chắc một trong hai sẽ chết. Anh chỉ còn một viên đạn. Cậu nói đúng. Nhưng cậu ở gần tôi hơn. Cậu ở trong tầm ngắm của tôi. Điện thoại. Phải thay đổi đường bay. Phải nhận diện khuôn mặt. Từ chối truy cập. Thiết bị sẽ tự hủy nếu truy cập sai lần nữa. Không phải mặt của hắn. Khoan đã. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi.
Hắn từng nói mình là người trẻ mặt nạ. Chào mừng quay trở lại, ngài Bori. Đảo quỷ bỏ điều khiển chuyến bay. Nhìn kìa, báo cáo, trung tâm điều khiển Kaylee HB2201 đã xuất hiện trở lại. Tôi tìm thấy rồi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Tin tức mới nhất từ phóng viên hiện trường. Hiện tại, Cục An ninh mạng Malaysia mở cuộc họp báo khẩn cấp, tuyên bố rằng Kuala Lumpur đã giải trừ cảnh báo đỏ. Được biết, kẻ tình nghi của sự việc lần này là Takashi Mori, CEO của tập đoàn Oasis đã bị bắn chết. Cảnh sát đã thành công giải cứu CEO của 4 công ty đa quốc gia trên chiếc chuyên cơ bị khống chế. Tổ chức cảnh sát quốc tế EC3 tiếp nhận điều tra sau đó. Ngày 11 tháng này, sau khi nhiều người ở Kuala Lumpur cập nhật phiên bản Oasis 2.0, một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng đã xảy ra, khiến cho dịch vụ giao thông công cộng bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi vẫn cứ có cảm giác cô ấy chưa chết. Sau khi cô ấy không thể qua bàn trong thế giới này, nên đã quyết định đến một thứ nguyên khác, ở đó tiếp tục hành trình của mình. Tôi chỉ có thể an ủi anh bạn bên cạnh như thế. Nhưng anh ấy vẫn cứ im lặng, với gương mặt vô cảm. Nhưng tôi biết anh ấy cũng nghĩ giống tôi. Đi thôi, đi làm một ly.